Hello, xin chào ở nhà nha. Rồi, em lên một cái combo 1 triệu 13 con đồng hồ lận nha cả nhà. Đây, con đầu tiên nha, đồng hồ Citizen nha cả nhà. Ở ngoài là nó không có chạy gì đâu nha cả nhà, tại chắc do em quay á. Đó, thật sự nó là nè 4 giờ 13. Con này của Citizen nha các nhà, 148 10 10 Independent Citizen nè, hợp tác với MC Donald với Coca-Cola nha. Đó, độc lạ nha các nhà. Rồi nè, một em đồng hồ watch hit hàng cổ nha, Star Wars LCD watch những năm 1997 nha cả nhà. Toàn tiếng Nhật không nha, watch hết nè. Hàng thuộc giống như là sưu tầm nữa. Có hai nút nha. Rồi, còn đây là đồng hồ Casio nha, Baby G. Đèn nè, chuông nè. Đó, đầy đủ chức năng luôn nha cả nhà. Sản xuất tại Hàn Quốc nha, Korea. Đó, nguyên zin của nó luôn nha. Còn xài tốt nha cả nhà. Đó, hết là tổng cộng 3 con full chức năng rồi nha. Đây, một em đồng hồ Casio Baby G có pin năng lượng luôn nha cả nhà. Pin năng lượng luôn nè. Pin năng lượng khỏe luôn. Lưu danh bạ nè, giờ thế giới nè, đếm ngược nè, báo thức nè. 5 báo thức luôn nha, và báo tiếng, bấm giờ thể thao, lịch vạn niên luôn. Con này pin năng lượng nha cả nhà. Đèn nè. Đó, Thái Lan nha, con này của Thái Lan. Đầy đủ chức năng luôn nha cả nhà. Cục pin năng lượng này để cứu được những cái máy kia nha. Rồi, một em đồng hồ Casio. Con này size của nó cũng 42 43 nha. Nè, đèn nè, chuông nè. Đó, báo thức với bấm giờ thể thao nha. Nó đầy đủ chức năng nha. Rồi, còn lại là mấy con này là tự xử hoặc vô pin giúp em nha. Chúng ta có đồng hồ Seiko niềng xoay. Sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Một em đồng hồ của Mỹ, Amitron của Mỹ không có dây. Như có đèn nha cả nhà, có đèn nha. Đèn nè, đó, đèn âm bản nè. Đó, rồi một em đồng hồ Casio Lai dừa 3 kim với ô điện tử nha, sản xuất tại Nhật luôn. Rồi còn đây một em Suunto nè, SQ3 Pro. Đó, cái mặt này dạ quang nha cả nhà, mặt dạ quang nha, thiếu dây thôi. Nó dạ quang mà nó sáng nè, sáng như đèn nha cả nhà. Rồi còn đây một em đồng hồ Timex của Mỹ nha, nó bị dây nó yếu, còn lại là full chức năng nha cả nhà. Timex của Mỹ nha, đèn chuông đồ đầy đủ luôn nha. Rồi đồng hồ Ricoh của Nhật. Rồi hai em này là đồng hồ thông minh nha, về tự xử giúp em, sạc hay gì đó nè, cái cổng sạc nè, này cổng sạc nè. Đó, em bán vui vẻ combo 13 con này với giá 1 triệu, chuyển khoản full em bao ship nha. Rồi em mời cả nhà nha.